Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức bạc thủ công dành cho nam giới đã đồng hành cùng The Reviewer. Cảm hứng bởi tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, Helios cho ra đời bộ sưu tập Bushido với thông điệp hãy kiên cường tự mình làm chủ số phận, xây dựng cho mình một tinh thần như những võ sĩ đạo để vượt qua biến cố, sóng gió của cuộc đời. Hãy khám phá và sở hữu chế tác tuyệt vời từ bàn tay thủ công của người Việt tại link ở dưới phần mô tả. Nếu tập phim vừa rồi quá u tối và có phần cực đoan, thì hãy để tập phim với tựa đề San Junipero khiến bạn cảm thấy thêm yêu đời. Bộ phim bắt đầu ở thị trấn cùng tên. Trong khi nhân vật chính Yoki đang đi loanh quanh trên phố, cô nhìn thấy một cặp đôi đang đưa nhau vào một câu lạc bộ. Yoki thấy cũng vui vui nên mò mẫm đi theo sau. Người dân ở thị trấn này đều ăn mặc như hồi thập niên 70. Trong đây đúng nghĩa là một tụ điểm giải trí, có âm nhạc, có nhảy nhót, có cả những máy chơi điện tử arcade. Vì hướng nội nên Yoki tiến tới một máy chơi Pac-Man. Không lâu sau có một tên mọt sách đi tới nói chuyện làm quen, nhưng mà nói nhiều quá làm Yoki thua nên cô bỏ đi luôn. Rồi đang ngồi một góc bú coca thì em gái khi nãy thấy ở ngoài đường thấy cô, rồi sáp vào ngồi cạnh. Hóa ra là cô ta cần Yoki để cắt đuôi thằng cha khi nãy bám đuôi mình. Còn nhân vật chính cũng hợp tác khi nói mình chỉ còn sống được có 5 tháng. Thế là anh trai kia đành rời đi. Sau đó cô ta giới thiệu mình là Kelly, rồi mời Yoki một ly để cảm ơn. Ở quầy bar, hai người bạn mới làm quen bắt đầu tán chuyện. Kelly khen Yoki có gu ăn mặc độc đáo so với những người còn lại. Thay vì những người khác khoác lên những bộ cánh mà họ từng thấy trong bộ phim nào đó, cô lại chọn áo của trùm cuối. Qua câu hỏi của Kelly, chúng ta biết được đây là đêm đầu tiên Yoki tới San Junipero. Cùng lúc đó bài hát yêu thích của Kelly bắt đầu nổi lên. Cô liền kéo Yoki ra để nhảy cùng mình trên điệu nhạc phăng khỏe khoắn. Nhưng nhân vật chính thì lại cảm thấy mất dần năng lượng nên đã lẻn ra ngoài. Ít ra thì đứng một mình ngắm mưa cô vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay sau đó, Kelly cũng chạy ra ngoài để tìm bạn nhảy. Cô xin lỗi với Yoki vì đã kéo cô vào cuộc vui không mong muốn. Cơ mà cũng vì cả tuần có đúng buổi tối thứ bảy được bay nhảy nên là cô bị mất kiên nhẫn. Nhưng lý do mà Yoki ngại bởi vì thấy mọi người cứ nhìn, trong khi hai cô gái nhảy cứ nhảy với nhau. Có lẽ là cô sợ họ kỳ thị. Trong khi ở San Junipero ai cũng chỉ quan tâm tới niềm vui. Khi đã ở một nơi riêng tư hơn, Yoki bắt đầu tâm sự về chuyện của mình. Cô chưa bao giờ được gia đình mình công nhận. Họ nghĩ một người kém cỏi như Yoki sẽ chẳng thể hài lòng với bản thân. Và khi Kelly hỏi vậy cô thích làm điều gì ở đây, trong một thị trấn nơi ai cũng tiệc tùng, cùng lúc bàn tay Kelly luồn tay xuống đùi cô bạn mới, thì Yoki mới đứng phắt dậy và nói mình đã đính hôn rồi. Cho dù mở miệng từ chối nhưng ánh mắt và cử chỉ của Yoki thì lại đang nói rằng nếu mà cô còn độc thân là sẽ cùng người phụ nữ mới quen này về nhà luôn. Để rồi một tuần sau, Yoki quyết định mình sẽ quay trở lại thị trấn ăn chơi để tìm lại tiếng sét ái tình. Sau một hồi đổi hết từ outfit ăn chơi cho tới quyến rũ, cuối cùng cô lại bước vào bar với cặp kính tròn và cái áo khoác bò mượn của mẹ. Cùng lúc đó thì cô bạn Kelly đang bị tán tỉnh bởi một gã trai khác. Câu chuyện về cặp xương bánh chè của anh ta nghe cũng thú vị đấy. Cho đến khi Kelly thấy gái quê lên phố, cô liền rủ anh trai ra nhảy để làm Yoki ghen. Quả nhiên cô gái của chúng ta trong suốt thời gian có mặt luôn ngồi ở một góc và nhìn crush của mình vui vẻ với người khác. Phải cho đến khi Kelly vào nhà vệ sinh, cô mới dám vào theo để nói ra lòng mình. Yoki cầu xin Kelly hãy giúp đỡ mình, cụ thể là trong chuyện tình tứ giữa hai người phụ nữ. Khi nhận được lời thỉnh cầu thì Kelly cũng ra dáng một nữ nhân thống trị. Cô áp chế con cún ngoan trước mắt, lôi nó lên xe của mình. Trên đường về nhà Kelly, cả hai có giao tiếp bằng mắt hơi nhiều nên suýt chút nữa bị ô tô phía đối diện đâm. Vì đánh lái quá sâu nên cả hai đã lao xuống một con dốc. May mắn không ai bị thương gì nên cặp gái vẫn lành lặn tiến về nơi chăn ấm đệm êm. Trong khi Yoki còn đang nắn nót từng chữ viết câu mở bài thì Kelly vào tới vấn đề chính luôn, cụ thể là một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Đêm hôm đó diễn biến trong phòng căng thẳng chẳng kém gì những con sóng ngoài biển, ồ ạt và liên tục đánh vào cái bờ không ngừng. Đây là lần đầu tiên Yoki ngủ với một người khác, chuyện đó có nghĩa là cô với hôn phu chưa nên cơm cháo gì, cụ thể thế nào một lát nữa sẽ biết. Còn hiện tại thì Yoki không muốn nói. Ở phía bên kia giường, Kelly cũng chia sẻ là mình từng có một người chồng. Cô rất yêu anh, nhưng anh ta lại chọn cách ra đi. Dù vậy trên nét mặt của cô không hề xuất hiện một vẻ hờn trách hay căm ghét gì. Một tuần sau, Yoki lại ghé tới câu lạc bộ, nhưng không thấy người bạn tình của mình. Sau khi hỏi bartender, cô đi tới một nơi gọi là Quagmire. Đó là một câu lạc bộ khác nằm ở rìa thị trấn. Nơi đây có vẻ nặng đô hơn cả câu lạc bộ cũ. Các thượng đế tha hồ phóng túng ở khắp nơi mà không hề quan tâm tới các ánh nhìn. Sau khi vượt qua biết bao người xa lạ, Yoki gặp được anh bạn đi cùng Kelly hôm trước. Theo lời anh ta, một kẻ si tình bị Kelly chát thì hiện tại cô ta không có ở đây. Nhưng Yoki có thể đến vào một thời điểm khác. Bởi Kelly từng tới đây vào năm 80, một lần vào năm 90 và cả năm 2002 nữa. Khi xem thì tôi cũng không biết liệu viễn cảnh trong phim có phải là một thế giới nơi mà con người phát minh ra cỗ máy thời gian rồi hay không. Nhưng từ đó về sau, Yoki cứ đi tìm Kelly mãi, qua lại giữa các câu lạc bộ và cả nhà của cô. Từ những năm 70 cho đến đầu thế kỷ 21, mãi cho tới khi cô ghé qua một tụ điểm giải trí tại năm 2002 thì tự nhiên thấy Kelly đang nhảy nhót với anh chàng mọt game. Khi nhìn thấy người mình cố tình tránh mặt, Kelly tỏ ra không vui, hay chính xác hơn là cô không thích gắn bó cố định với một người. Ban đầu là anh chàng good boy si tình, giờ là tới cô gái mới bước vào đời. Những người khiến cô ấy cảm thấy vui thì ngoài kia không thiếu. Vậy còn người có thể làm cô cảm thấy buồn khi không được ở bên, chắc có lẽ hiện giờ chỉ có Yoki. Thế là Kelly chạy ra ngoài để tìm lại người mình không muốn bỏ lỡ.
Lúc này Yorkie của chúng ta đang ngồi trên tầng thượng của tòa nhà. Khi Kelly mò lên để hỏi thăm, cô nhận được câu hỏi về thế giới xung quanh San Junipero. Từ đó chúng ta biết được đây là một môi trường giả lập, nơi những người dùng tham gia vào như những tài khoản của một game online. Họ có quyền chọn quần áo mình đang mặc, chọn cả mốc thời gian của thị trấn. Và hơn hết là ai vào đây cũng chỉ để tìm kiếm niềm vui thay vì cơm áo gạo tiền. Hiện tại có tới hơn 85% cư dân ở đây là những người đã thực sự chết ở thế giới thực, tức là ý thức của họ được số hóa rồi chuyển vào trong thị trấn ảo để có thể tồn tại ở đây vĩnh viễn, hoặc tới khi nào có thằng admin đái vào server. Còn Kelly, cô xác định bước vào đây để vui. Cô không muốn cảm xúc mình bị vướng bận. Cô đã sống như vậy rất lâu rồi. Cho dù thế thì Kelly vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm. Nói tới đây là cô bị Yorkie khóa mõm luôn. Xong rồi đâu lại vào đấy. Hai chị em kéo nhau về bãi biển để tâm sự sâu. Yorkie thì kể mình sắp kết hôn với Greg. Còn Kelly, cơ thể thật của cô chỉ còn có thể cầm cự được 3 tháng. Sau khi hết thời gian, cô sẽ ra đi vĩnh viễn chứ không gửi linh hồn vào server, như là 85% cư dân ở đây. Sở dĩ Kelly lựa chọn cái chết là vì chồng cũ của cô, Richard. Chuyện là anh ta đã mất từ 2 năm trước. Nhưng trước khi ra đi, Richard đã từ chối cơ hội được chuyển giao vào San Junipero, mặc dù anh ta còn chưa tới đây một lần nào. Còn với Yorkie, cô biết ơn việc được tham gia vào thế giới ảo, vì nếu không có cơ hội này, cô sẽ không bao giờ được gặp một người như Kelly. Nghe đến đây thì hai chị em bắt đầu share nhau địa chỉ để xin cái hẹn ở thế giới thực. Kelly thì không ngần ngại gì cả, chỉ có Yorkie là xấu hổ vì cô sợ Kelly gặp rồi thì sẽ không thích cô nữa. Điều này thì khá là vô nghĩa với Kelly, vì chỉ còn hơn 3 tháng nữa là cô đăng xuất rồi. Khi không còn lý do gì nữa, Yorkie đành phải cho cô bạn địa chỉ của mình. Sáng hôm sau, ở thế giới thực bên ngoài, Kelly trong hình dáng một bà cụ bước ra từ một viện dưỡng lão. Thì ra không phải ai ở San Junipero cũng trẻ trung như vẻ bề ngoài. Kelly tiến vào viện nơi Yorkie đang dưỡng bệnh. Thực ra thì Yorkie không phải là ngại mình xấu hay là mình tật, mà là do cô đang sống thực vật nhờ máy thở. Tuy vậy thì cô vẫn có thể nghe được lời người khác nói, chỉ là không thể phản ứng lại mà thôi. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Kelly định quay về, thì lúc này Greg đã xuất hiện, chính là vị hôn phu mà Yorkie đã nhắc tới. Anh này là nhân viên của bệnh viện. Greg đã biết Yorkie được 3 năm, trong vai trò là người điều dưỡng. Nguyên nhân của cuộc tai nạn là từ một đêm nọ, Yorkie come out với bố mẹ về xu hướng tính dục của mình. Hai bên đã xảy ra cãi vã, sau đó Yorkie đã phóng xe bỏ đi khỏi nhà. Chiếc xe không may đã trệch ra khỏi làn và biến bà trở thành bệnh nhân năm 21 tuổi. Tới nay thì đã 40 năm Yorkie nằm trên giường bệnh. Điều đó có nghĩa cuộc đời của bà trong San Junipero còn dài hơn cả thế giới thực. Với người sống, họ sẽ bị giới hạn sử dụng thế giới ảo 5 tiếng trong một tuần để không làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nếu như Yorkie muốn sống vĩnh viễn trong thế giới ảo, bà cần làm thủ tục chuyển giao, đồng nghĩa với việc phải rút ống thở. Nhưng mà bà không thể tự quyết định điều này được, nên là cần có người thân ký xác nhận. Mà người nhà thì họ lại theo đạo nên không đồng ý chuyện chuyển giao. Vậy nên Greg quyết định sẽ kết hôn với bệnh nhân để có thể giúp bà đi nốt quãng đường còn lại. Theo lịch được sắp xếp, mục sư sẽ được mời tới vào sáng mai, rồi việc chuyển giao sẽ diễn ra ngay trong chiều cùng ngày. Lúc này thì Kelly nảy ra một ý nghĩ. Bà nhờ vả Greg kết nối mình và Yorkie, cho hai người cùng vào San Junipero. Với 5 phút được anh điều dưỡng sắp xếp một cách lén lút, Kelly đã gặp lại Yorkie ở trên bãi biển cạnh nhà. Cô kể lại chuyện mình đã gặp Greg và biết chuyện Yorkie sắp chuyển giao. Sau đó cô quỳ xuống cầu hôn Yorkie, muốn mình trở thành người trên giấy tờ kết hôn với cô. Và cả hai đã có nụ hôn hạnh phúc ngay trên nền cát trắng. Ngày hôm sau, hôn lễ được tổ chức đơn giản trước khi diễn ra thủ tục an tử của Yorkie. Sau khi ống thở được rút ra, đồng nghĩa với việc Yorkie đã trở thành công dân của San Junipero. Có lẽ nơi đây mới chính là thế giới thật của cô hay là bà. Giờ đây Yorkie có thể thoải mái đi chơi qua đêm mà không cần gia hạn, không để vợ mới của mình đơn cô trên bãi cát trắng. Kelly cũng đã bay vào San Junipero. Cô chọn cho mình một bộ váy cưới phong cách để chuẩn bị ăn mừng trăng mật ở phía Yorkie. Cô cũng hô biến một bộ váy cưới khác, vì trong đây nhân vật có thể tùy ý thay đổi outfit. Nếu tập phim kết thúc như thế này thì lại quá nhân văn cho Black Mirror. Thế nên có một xung đột nhỏ xảy ra ngay khi đôi tình nhân trò chuyện. Yorkie muốn rủ Kelly ở lại nơi đây, vĩnh viễn giống như mình, bởi thời điểm của cô cũng đã tới gần. Riêng vấn đề này thì Kelly đã quyết định ngay từ đầu, cô sẽ chọn cách ra đi như chồng mình. Ngay từ đây thì Yorkie nói Kelly có quyền quyết định của riêng mình. Còn chồng cô, anh ta chọn không ở lại đây, chọn cách bỏ rơi lại Kelly. Đó thực sự là một điều ích kỷ. Tới đây thì Kelly không chịu được nữa, vung tay tát thẳng mặt Yorkie. Cô không cho phép ai xúc phạm đến chồng cô, người đã đầu gối tay ấp 49 năm chung với nhau. 49 năm đó một người chưa từng trải qua tình yêu như Yorkie không thể nào hiểu được. Đó là tình nghĩa keo sơn, lòng tận tụy và cả nỗi nhàm chán. Đó là 49 năm cả Kelly và chồng mình đã trao cho nhau. Và trên tất cả, hai người đã có với nhau một đứa con tên Allison. Allison đã mất vào năm 39 tuổi trong một tai nạn bất ngờ khi Richard sắp rời khỏi dương gian. Các bác sĩ có hỏi anh liệu có muốn chuyển giao hay không, nhưng với một người bố đã mất đi con gái của mình, nơi đây nào có khác gì một khu nghĩa địa vĩnh cửu. Làm sao ông có thể xuống nơi đó mà vui vẻ khi con gái mình không có ở đây? Và đó cũng là lý do Kelly không thể đồng ý với Yorkie. Nếu như Yorkie muốn ở lại cái nơi chết tiệt này, mãi mãi đi tìm những thú vui cho mình, để rồi một ngày trở thành lũ biến chất ở khu Quác Mai, làm mọi thứ quái đản để có được cảm giác mới, thì đó là quyền của cô. Nói xong, Kelly lên xe phóng đi. Khi đồng hồ đếm ngược còn 1 phút, cô đạp chân ga lao thẳng vào thanh chắn đường.
để định luật 3 Newton tác động lại một lực khiến cô bay văng ra khỏi kính chắn. Nhưng đây là thế giới ảo, Kelly không thể nào bị đăng xuất được. Khi cô ngồi dậy, trước mặt đã là bàn tay của Yorkie, đang định nắm lấy thì phụt, Kelly bị kéo về thực tại. Sau đó vài tuần, tình trạng của bà bắt đầu xấu dần đi. Trong quãng thời gian cuối đời mình, Kelly đã suy nghĩ kỹ, để rồi trước lúc cơ thể mất đi ý thức, bà đã quyết định chuyển giao và sẽ sống tiếp với Yorkie ở San Junipero cho tới khi nào có thằng đái vào server. Đó là cách tập thứ tư kết thúc, một cái kết khá là chữa lành. Như thường lệ, đó là quãng nghỉ cần thiết trước khi Black Mirror dẫn chúng ta tới một thông điệp nặng nề hơn. Với tiêu đề là Người đấu với lửa, bộ phim bắt đầu với khuôn mặt của một người phụ nữ đang nhìn thẳng vào camera, nở một nụ cười và tất cả được slow motion lại. Đây là dấu hiệu cho thấy cô này thực chất đã đi chầu Diêm Vương. Và đây chỉ là hình ảnh hồi tưởng của chồng cô. Anh ta là Stripe, một sĩ quan trong lực lượng quân đội của Mỹ. Lúc này đất nước đang đứng trước một mối đe dọa của lũ người gián. Với người dân, chúng là quái vật, còn với quân đội, người gián như những tấm huân chương di động trực chờ để đám lính tới săn đón. Với Stripe, đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên anh được đối mặt với đám quái vật này. Địa điểm đầu tiên nhóm của anh di chuyển tới là một khu dân cư sống với nhau trong rừng. Họ nói ngay thấy tiếng xì xào của đám người gián. Chúng đã ăn đồ trong kho thức ăn. Số còn lại người dân không dám động vào vì sợ lây nhiễm. Ngoài lương thực ra, chúng đã phá máy làm mát để cướp đi một số linh kiện. Theo lời người dân, bọn người gián đã bỏ đi về hướng nhà lão Heidecker. Hắn là một kẻ lập dị, cuồng đạo, có vấn đề về tâm thần. Và có vẻ như Heidecker đang dung túng cho lũ ngoại lai đó. Sau một thời gian di chuyển bằng xe chuyên dụng, cả đội có mặt gần nhà của mục tiêu. Đầu tiên, đội trưởng lái flycam để đi thám thính tình hình. Quả nhiên trong nhà đang có người vì từ ống khói có hơi bốc lên. Sau đó, một đồng đội được cử đi để bắn súng phóng. Thiết bị được ghim vào tường sẽ quét toàn bộ cấu trúc của căn nhà để mọi người dễ dàng lên kế hoạch tác chiến cũng như phong tỏa các lối thoát của kẻ địch. Khi đã có đủ thông tin, cả đội áp sát căn nhà với đầy đủ vũ khí tư trang. Người đội trưởng gõ cửa gọi Heidecker ra với thiện chí. Và với lòng hiếu khách thì chủ nhà cũng rộng cửa đón khách. Heidecker không hề biết chuyện đám người gián trộm đồ ăn và phá hủy máy móc của dân làng. Có vẻ ông này chỉ đơn giản là có lòng bao dung lớn. Heidecker cho rằng người nào thì cũng là người và mỗi sinh mạng thì đều đáng quý như nhau. Nhưng thực tế thì nếu không diệt trừ chúng thì 10-20 năm sau, chúng sẽ sớm sinh sôi và lấn át con người. Đây là câu chuyện về sự thống trị. Trong lúc đội trưởng đang thuyết phục ông già thì đội của cô đã chia nhau khắp ngóc ngách của căn nhà. Và anh bạn Stride đã may mắn mở được bức rèm có chứa 3 con người gián gớm ghiếc. Ngay khi có cơ hội, anh headshot một con thứ hai đã tìm cơ hội chạy thoát. Trong khi đó, con thứ ba ở lại giữ chân anh. Nó giơ một thiết bị gì đó phát ra âm thanh khó nghe ngay trước mặt Stride, nhưng có vẻ sức mạnh phép thuật của nó quá yếu nên anh lính chẳng bị ảnh hưởng gì. Không những thế còn rất hăng máu, xiên cho nó một nhát ngay ống thở. Khi con quái vật buông xuôi, Stride vẫn cố đâm thêm mấy nhát, như cái cách người ta chọc bì thịt để chuẩn bị đem đi nướng giòn. Thấy cái thiết bị rơi ra từ tay người gián này, hay, anh thử cầm lên, rồi nghịch ngu kích hoạt nút khởi động, khiến nó lại phát ra tiếng động khó nghe và lại khiến đầu óc anh choáng váng. Trong lúc Stride vừa có cho mình thành tích để đời, thì con người gián thứ hai đã trốn thoát đi được sau khi né khỏi làn đạn bắn chật lất của cô lính yếu tay. Còn ông chủ nhà đang phải tụng kinh thánh. Khi những người khách của mình đã yên nghỉ dưới tầng hầm, lão già sẽ được chuyển về cơ sở để tra hỏi, còn căn nhà sẽ bị thiêu rụi để xóa sạch dấu vết của quái vật. Trên đường tiến ra xe, Stride ngạo nghễ khoe chiến tích của mình với đồng đội, là ngay trong lần đầu tiên đối mặt, anh đã lụm được 2 xác lũ người gián. Để ăn mừng chiến thắng này, Stride đêm đó lại đến thăm vợ bằng đường giấc mơ. Đang có màn ân ái nồng cháy thì hình ảnh bỗng bị chập chờn như đĩa xước. Việc này có thể là do ảnh hưởng của thiết bị mà con người gián đã chiếu vào mắt anh. Sáng hôm sau, trong buổi tập bắn bia, những hình ảnh trước mắt Stride bỗng bị hiển thị lỗi, khiến anh bắn trượt mục tiêu dù đã ở rất gần. Cái lỗi này xảy ra ngày một nhiều, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sinh hoạt và huấn luyện, nên Stride được yêu cầu tới bệnh xá để khám tổng thể. Lạ thay, qua một bài test thì thiết bị MES hỗ trợ hiển thị của anh vẫn hoạt động bình thường. Bác sĩ cho rằng Stride chỉ đang chịu ảnh hưởng từ sang chấn sau trận chiến. Vì y học không thể tìm ra nguyên nhân nên bác sĩ chuyển anh qua chỗ Aquit, một chuyên gia tâm lý. Stride kể cho ông từ đầu tới cuối nhiệm vụ vừa rồi, từ cảm giác hồi hộp khi kéo tấm màn cho đến lúc giáp lá cà nghẹt thở với con người gián. Chuyên gia hỏi cậu cảm giác thế nào khi hạ gục nó, hay nói chính xác hơn là với mỗi cú đâm xuyên qua da thịt. Nói chung là cũng bình thường, một chút tự vệ, một chút xíu phân chấn, nhưng mà tuyệt nhiên không hề có sự hối hận. Với Stride, anh chỉ cảm thấy sau lần va chạm đó thì hệ thống MES của anh thi thoảng bị nhiễu. Cơ mà sau khi kiểm tra bên bác sĩ thì nó hoàn toàn ổn, nên là cuối cùng cả buổi chiều đi kiểm tra đủ kiểu vẫn không ra vấn đề. Tối hôm đó, Stride lại gặp vợ trong giấc mơ. Đang đến đoạn thăng hoa thì cái tiếng của thiết bị kia lại vang lên trong đầu, khiến anh chợt bừng tỉnh giữa giấc. Sáng sớm nay, Stride cùng đội của mình sẽ tiến tới một dự án nhà đất bị bỏ hoang. Đó là nơi mà Heidecker đã khai ra về địa điểm lũ người gián tới tìm thức ăn. Nhiệm vụ lần này chỉ huy muốn cả đội tới do thám chứ không cần hành động. Khi đến gần khu nhà bỏ hoang, đội trưởng tiếp tục trổ tài lái flycam của mình.
Cô suy luận được là lũ người gián đang câu điện từ mấy tấm pin mặt trời, có lẽ đang vận hành một thiết bị nào đó bên trong tòa nhà. Trong lúc đội trưởng báo cáo lại tình hình cho chỉ huy, thì Stripe bắt đầu thấy trong người lạ lạ. Anh bắt đầu nhổ cỏ dưới đất lên và cho vào mũi ngửi, vì thường thường chúng chẳng có mùi gì cả. Có lẽ do hệ thống của anh đang bị lỗi, cũng có thể do chỗ cỏ đó dính nước đái. Ngay lúc đội trưởng báo cáo xong, cô ăn ngay một phát địa giữa mặt và nằm gục ngay tắc lưỡi. Tình hình là họ đang bị phục kích bởi một tên có súng ngắm ngồi trên tầng cao. Để có thể xác định được mục tiêu, cô đồng đội nhờ Stripe bắn yểm trợ, trong khi mình lấy lại điều khiển flycam từ đội trưởng. Sau khi có thông tin chính xác về căn phòng mà xạ thủ đang ẩn náu, cả hai thay phiên bắn yểm trợ nhau trong khi tiến thẳng về tòa nhà. Cho tới khi họ đột nhập được vào một căn phòng trên tầng cao nhất, hàng loạt thiết bị máy móc đang được lũ người gián thiết lập. Có vẻ như nó cũng liên quan tới cái vật đã làm Stripe bị nhiễu sóng. Khi chia nhau đi quanh hành lang tìm dấu vết, Stripe gặp được một người phụ nữ. Cô ta tỏ ra cảnh giác với anh. Dù được báo lại là lũ người gián đã bị đuổi đi, cô nghe theo lời anh. Vừa bước ra thì ăn ngay một phát đạn từ đồng đội của Stripe. Thấy đồng đội giết đồng bào, Stripe tỏ ra bất bình với hành động của bạn mình. Nhưng điều đó không thể cản được việc cô ta kiếm thêm về những điểm hạ gục khác. Và cứ thế một mạng rồi lại hai mạng. Với pháp bảo được cấp từ quân đội, đả nữ đã có cho mình cái pentakill đầu tiên. Điểm khác biệt ở đây là trong góc nhìn của Stripe, những thứ vừa ngã xuống đều là người thường, chứ không phải là người gián. Có thể những gì anh nhìn thấy khác với đồng đội do thiết bị mesh của anh đã bị lỗi. Vì thế nên Stripe đã ra tay với người cùng chiến tuyến để cứu mạng hai mẹ con đang trốn trong nóc nhà. Kết quả anh đánh gục được người đồng đội, nhưng lại phải ăn một phát đạn. Cho tới khi cô ta tỉnh lại, thì Stripe đã dắt hai mẹ con này đi tẩu thoát rồi. Anh lấy xe của quân đội lái họ tới một nơi xa. Đến khi mất máu quá nhiều vì vết thương, Stripe đã ngất lịm đi trên vô lăng, để rồi được người mẹ dìu vào hang của mình. Lúc tỉnh lại, Stripe nhận ra mình đã được băng bó qua vết thương. Anh có một cuộc đối thoại với người phụ nữ trước mặt và lòi ra một sự thật động trời, là thế giới này chẳng tồn tại thứ gì gọi là người gián cả. Việc mà người của quân đội nhìn thấy họ như những con vật gớm ghiếc là bởi vì thiết bị được cấy vào trong đầu của người lính. Nó sẽ áp filter tiểu cường lên một số người hoặc là tộc người bị chính phủ chỉ định. Quân đội làm vậy để hỗ trợ người lính chiến đấu. Ngoài các phần mềm hỗ trợ ra, khi kẻ địch là người gián thì giá trị đạo đức đã không còn khiến các tay súng đắn đo. Người phụ nữ cũng kể trong nhóm của cô đang có một người phát triển thiết bị gây nhiễu hệ thống mesh. Có thể đó là anh chàng đã bị Stripe xiên hôm trước. Vậy còn dân làng, những người không được cấy ghép hệ thống, tại sao họ không nói với quân đội nhóm người này không phải là người gián? Có thể đơn giản chỉ vì những lời đồn và sự thù ghét. Sự phân biệt này bắt đầu diễn ra từ nhiều năm trước trong một chiến dịch sàng lọc ADN. Những người có gen xấu dễ mắc bệnh và phần còn lại, những người kém may mắn đã bị truyền thông coi như lũ bệnh hoạn. Thượng tầng muốn dòng máu yếu đuối trong những người này không truyền đến đời sau, cho nên họ đã tạo ra mess và khiến quân đội săn lùng những người mà họ coi là người gián. Khi mà Stripe chấp nhận việc mình bị tẩy não bấy lâu nay, thì đó cũng là lúc mà người đồng đội cũ đặt chân tới. Cô ta đã đi theo vết bánh xe rồi mò đến được hang ổ. Và kể từ bây giờ, sẽ không có một sự nhân nhượng nào cho đám người gián trước mặt cô. Hai mẹ con vừa mới cứu sống Stripe đã mãi mãi nằm xuống ở nơi tăm tối này, chẳng khác như con gián là bao. Còn Stripe, anh bị đánh ngất rồi đưa về phòng giam của cơ sở. Vị chuyên gia đã đi vào nói chuyện một một với anh. Ông xin lỗi vì đã không phát hiện ra thiết bị mesh của anh bị lỗi sớm hơn. Ông ta cũng biết chuyện mesh làm gì với những người lính, nhưng nó có một lý do ở đằng sau. Chuyện lúc quân đội cảm thấy những người lính có quá nhiều lòng trắc ẩn bên trong mình, họ sẽ chần chừ, ngần ngại phải ra tay khi đối tượng là con người. Theo số liệu, chỉ có 15-20% người lính thực sự nổ súng, và phần lớn trong số những người trở về, họ đều đã bị quẫn trí. Tình hình hầu như không thay đổi cho đến khi hệ thống mass xuất hiện. Nó hỗ trợ tình báo, khả năng nhắm bắn, giao tiếp. Và quan trọng nhất, người lính sẽ dễ dàng bóp cò hơn nếu như trước mặt anh ta là một con quỷ. Không còn tiếng gào khóc, không còn nghe thì tiếng van xin, kể cả mùi máu và phân cũng không. Đó là cách mà những người lính được huấn luyện để tiêu diệt kẻ thù. Những người có cho mình những mẫu gen xấu, đôi khi chỉ là bệnh teo cơ, đa xơ cứng hay là IQ thấp thôi. Thế nên đừng hỏi tôi ngu có phải là một cái tội hay không. Khi Stripe tỏ ra tức giận vì việc bị lừa dối, cậu tấn công ông chuyên gia. Nhưng toàn bộ những gì cậu thấy, các giác quan đều bị hệ thống mask điều khiển. Giờ Stripe có hai lựa chọn. Một là thiết lập lại hệ thống mask, quên hết những sự thật cậu đã biết. Còn không, căn phòng 4m2 sẽ là chốn an yên cho cậu tới cuối đời. Trước khi đưa ra câu trả lời, chuyên gia cho Stripe xem góc nhìn thực tế. Trong lần tiến vào nhà lão Heidecker, kẻ mà Stripe đã nổ súng, tên người gián anh cố gắng tự vệ, bọn họ đều là người trần mắt thịt. Trước họng súng của Stripe, họ đã van xin tha mạng, nhưng đáp lại là một lối hành xử vô cùng thiếu tính người. Cái giá của sự thật không hề rẻ một chút nào. Nó khiến Stripe hoàn toàn sụp đổ. Tuy không trực tiếp chiếu cảnh Stripe lựa chọn, nhưng cậu đã trở về nhà trong bộ quân phục. Điều đó có nghĩa là cậu đã chấp nhận cài đặt hệ thống mesh vào đầu một lần nữa để quên đi toàn bộ sự thật mình đã khám phá ra. Stripe trở về với mái nhà ấm áp, nơi đang có người vợ đón chờ mình. Đó mãi mãi chỉ là ký ức giả được tạo ra bởi công nghệ, nhưng Stripe đã quyết định chọn sống trong sự giả dối ngọt ngào. Tập cuối cùng của phần thứ 3 mang tên một vấn đề mà càng ngày càng thấy nó gần gũi, đó là quyền lực ảo trên mạng xã hội. Câu chuyện được thiết lập trong một thế giới không khác chúng ta là bao. Ngoài việc khi này chính phủ Anh đã cho phép ong robot đi thụ phấn bởi sự giảm sút đáng kể về số lượng của các loài ong, Karin, một thám tử đang ngồi trước màn hình và xem bản tin thời sự, đang nhắc tới một nhà báo tên là Joe Powers đã viết một bài báo gây tranh cãi về Grandma
Marbury, một người chiến đấu đòi quyền lợi cho người tàn tật. Khi cái chết của Gwen Marbury xảy ra thì làn sóng tẩy chay cô nhà báo này càng dữ dội. Đã có hơn 20.000 người ký vào đơn yêu cầu sa thải nhà báo Joe Powers. Những người này cũng không ngần ngại hướng những ánh nhìn kỳ thị và buông những lời cay độc trực tiếp về phía Joe khi có cơ hội. Sự việc bắt đầu leo thang khi chiều nay, trước khi vào nhà, Joe nhận được một chiếc bánh tới từ các hater. Dù biết là nó chả chứa chút thành ý nào nhưng cô vẫn nhận món quà, vì đồ ăn thì không có tội. Và đúng là cái bánh ngon thật, mặc dù phần trang trí không được thuận mắt cho lắm. Chiều hôm đó, Joe ngồi lướt Facebook, đọc hết các comment chửi rủa mình. Đại loại thì có tầm 200 cái thông báo, 96 trong đó là cô được người ta tag. Nổi bật trong số đó, đã có những người sử dụng cái hashtag là hashtag đi chết đi Joe Power. Tạm dừng câu chuyện của cô nhà báo, chúng ta đá qua cô thám tử. Tối nay khi không có vụ án nào, Karin tiếp tục ngồi xem TV, trên đó đang chiếu một chương trình giải trí. Đại loại khách mời là một anh rapper có tiếng. Khi nhìn thấy một fan nhí của mình cover lại điệu nhảy, anh ta thẳng thừng chê bai cậu bé rằng trông nó thật lố bịch. Cái loại nhãi con này thì còn dưới tiêu chuẩn của mấy TikToker. Tất nhiên là cái thái độ đó không được lòng của bất kỳ một ai, từ những người trong trường quay lẫn khán giả theo dõi. Đang muốn tắt TV đi thì Karin nhận được tin nhắn từ phía sở cảnh sát thông báo về vụ án vừa xảy ra cách đây không lâu. Nạn nhân chính là cô nhà báo Joe Power bị ném đá trên mạng. Trong cuộc điều tra này, Karin sẽ có thêm một người đồng nghiệp là Blue. Khi tới hiện trường thì tình trạng của thi thể trông khá là khó coi và chắc chắn editor sẽ làm mờ đi. Nếu các bạn muốn thấy thì có thể xem phim trực tiếp. Tóm tắt lại diễn biến là các hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ nhà của Joe. Khi cảnh sát tới thì thi thể cô đã nằm một đống giữa nhà với vết rạch rất sâu ngang cổ họng. Ngoài ra thì đồ đạc trong phòng rơi lộn xộn, giống như có một cuộc vật lộn. Có nhân chứng duy nhất là người chồng thì đang nằm viện do bị rạch một vết ngang bụng. Hiện tại chưa rõ là do người vợ hay một người thứ ba gây nên và đang phải chờ tỉnh lại sau khi được cấp cứu ở viện. Phương pháp của tổ điều tra bây giờ sẽ là kiểm tra lại camera an ninh quay quanh khu vực này. Với chiếc bánh thì sẽ gửi nó tới cho phòng xét nghiệm độc tố. Trong khi bên khám nghiệm phân tích tử thi thì Joe và Blue sẽ đi về nhà chờ đến khi có kết quả. Trên đường chở đồng nghiệp về, chúng ta biết thêm về lai lịch của cô đồng nghiệp Blue. Cô này làm bên tổ phòng chống tội phạm công nghệ, nói chung sẽ đóng vai trò hỗ trợ IT trong vụ án. Theo chia sẻ của Blue, việc thường xuyên bẻ khóa và thấy những thứ dơ bẩn của bọn tội phạm, nó khiến con người ta bị bào mòn một cách trầm trọng. Người không vượt qua được sẽ bị nó đánh bại và phải bỏ nghề, thậm chí gây ra sang chấn tới cuối đời. Còn nếu ai vượt qua được, họ sẽ mang một quyết tâm là làm sao để tống hết lũ cặn bã đó vào tù. Sau một thời gian làm việc quá nhiều với màn hình máy tính, Blue muốn ra ngoài thực địa để trải nghiệm, và vụ án này chính là cơ hội. Sáng hôm sau khi trở lại cơ quan, Karin nhận được kết quả kiểm tra camera an ninh. Đáng lạ là không có ai ra vào trong suốt buổi tối xảy ra vụ án, cũng tức là chỉ có hai vợ chồng trong nhà. Với một góc nhìn của người điều tra tội phạm công nghệ, Blue lại đi tìm kiếm những dấu vết trên mạng xã hội. Cô lục tìm những comment ác ý của mọi người nhắm vào cô nhà báo xấu số và sắp xếp chúng theo mức độ thù địch. Nhưng theo ý kiến của Karin thì mấy người trên mạng mồm thì độc địa, chứ thực ra lại chẳng có ý gì cả. 5 phút sau họ quên ngay mình vừa chửi ai. Không tin thì hỏi mấy ông comment dưới cái video này mà xem, có khi họ còn chả thèm rep lại các bạn. Karin cho rằng người có khả năng cao hơn gây ra cái chết cho cô nhà báo lại là chồng cô, vì hôn nhân dễ gây ra thù hận hơn. Hoặc là cô nói thế vì cô đã trải qua ly dị rồi. Vừa hay lúc này bệnh viện báo lại ông chồng đã tỉnh lại, nên Karin sẽ tới ngay bệnh viện để nghe bằng chứng ngoại phạm của anh ta. Vào thời điểm tiếng hét được phát ra, người chồng lúc này đang ở dưới tầng. Khi anh vội vàng chạy lên thì Joe đang vật vã đi quanh phòng và đang ôm đầu như thể rất đau đớn. Sau đó cô ấy lên cơn động kinh, tự đánh đập và cào cấu da mình. Khi những việc đó không có tác dụng, Joe đập đầu mình vào thành bàn. Lúc anh tiến lại thì cô đã đẩy anh ra, khiến một chiếc chai bị vỡ. Joe đã sử dụng mảnh vỡ của chiếc chai tự chọc vào thái dương của mình. Anh chồng đã cố ngăn cản cô, kết quả là bị ăn một rạch ngang bụng. Và cuối cùng, một nhát vào cổ họng đã kết thúc nỗi đau của Joe. Đó là toàn bộ câu chuyện theo lời khai của người chồng. Việc này rất khó tin trong mắt Karin và Blue, bởi một người sẽ không tự tử khi không có lý do đặc biệt nào. Karin thì cho rằng có chất độc trong chiếc bánh được gửi tới, còn Blue thì nghĩ người chồng đã đứng sau mọi chuyện. Hiện tại bên trong phòng xét nghiệm độc tố vẫn chưa có kết quả, nên tiếp theo hai người sẽ tới gặp người đã order chiếc bánh ác ý. Cô này là Lisa, người làm ở một cô nhi viện. Lisa nói với cửa hàng bánh là chiếc bánh dành cho em gái cô, và dòng chữ ác ý trên là một trò đùa. Đặc biệt hơn, tiền trả cho chiếc bánh được góp lại từ một nhóm 80 người. Đúng là cô ta rất ghét Joe vì những thứ mà nữ nhà báo trên viết trên internet, nhưng cả cái bánh lẫn comment cùng hashtag đi chết đi Joe Power theo cô chỉ là một trò đùa chứ không hề có động cơ gì cả. Đúng lúc này, phía phòng độc tố nhắn lại rằng trong chiếc bánh không hề có chứa độc tố, thậm chí họ còn ăn nốt chiếc bánh vì nó quá ngon. Vậy là cuộc điều tra tạm thời rơi vào bế tắc. Trong lúc đó, cộng đồng mạng đã có mục tiêu mới của mình. Còn nhớ cái thằng rapper chê fan nhí của mình không chưa? Hắn giờ đây cũng đã được gắn với cái hashtag đi chết đi giống như cô nhà báo. Không biết Lai Yagami có đang ngồi đâu đó trên đất Anh để ghi tên hay không? Mà trong một chuyến lưu diễn của mình, rapper này đã ôm đầu hét ầm ĩ và liên tục nói với quản lý hãy lấy một thứ gì đó ra khỏi anh. Khi được đưa vào viện, kết quả chụp X-quang phát hiện một khối u trong não. Đến giai đoạn người ta đưa anh vào máy chụp cộng hưởng từ, cơ thể anh bỗng nhiên co giật một lúc rồi bất động. Tới khi cáng được lôi ra, đầu tên rapper đã nát be bét từ bên trong. Và quan trọng hơn, họ có vẻ như đã tìm ra thủ phạm gây ra cái chết của anh là một con ong robot.
Để đối phó với sự ma giáo này, pháp sư tối thượng Wang đã được chính phủ cử tới. Cùng lúc đó, Karin và Blue được bên pháp y thông báo về kết quả giám định. Ngoài những mảnh thủy tinh gây ra vết thương, họ đã phát hiện ra một lỗ được đục từ bên ngoài vào đầu nạn nhân. Các bác sĩ đã lần theo cái đường hầm đó để xem nó dẫn đến đâu và có thứ gì đó đã đục xuyên qua ống tai vào sâu bên trong não. Cuối con đường, có một con ong robot được tìm thấy. Việc tệ hơn nữa là con ong đã tìm ngay tới thùy trung tâm phía sau não, tác động vào đó sẽ gây cơn đau đớn tột độ. Nó khiến nạn nhân làm mọi thứ để cơn đau phải dừng lại. Việc này giải thích cho lời khai của người chồng là hoàn toàn hợp lý, rằng vợ của ông, nhà báo Joe Power đã tự kết liễu đời mình. Sau đó, thám tử và đồng nghiệp có một cuộc ghé thăm công ty sản xuất con ong này. Dự án ong drone này được chính phủ trợ cấp, nên nhiều lần người dân có lên tiếng phản đối thì cũng chẳng ăn thua. Karin và Blue được người quản lý dự án dẫn đi tham quan công ty và được đưa tới chỗ của Rasmus, người đứng đầu dự án. Theo lời của anh này, hiện tại người ta vẫn chưa tìm ra lời giải của vấn đề rối loạn bầy đàn. Lý do chính khiến loài ong dần rơi vào tuyệt chủng, nên ong robot sẽ là giải pháp thay thế hiệu quả, chống chạy bằng năng lượng mặt trời thay vì mật hoa, nhưng lại vẫn có thể thụ phấn theo kiểu truyền thống. Mỗi con ong có một bộ cảm biến để phát hiện được những bông hoa đang ở đâu. Cách vận hành của chúng thì gần như là tự động, AI gì gì đấy. Ngoài ra thì lũ ong có cách sinh sản, hay nói chính xác hơn là nhân bản, bằng những chiếc tổ nhựa có vai trò như máy in 3D. Khi nghe bên cảnh sát nói rằng ong của công ty đã gây ra một cái chết thì Rasmus đã vô cùng bất ngờ. Anh mang con ong được lấy từ phòng khám nghiệm ra phân tích thì đúng là con ong này đã được công ty sản xuất. Cơ mà theo lời anh, ong nếu có hỏng thì sẽ ngay lập tức rơi xuống đất. Còn việc hack chúng là gần như bất khả thi do mỗi con ong đều được mã hóa cấp quân sự, nhưng mà gần như thì vẫn là có khả năng. Sau đó Rasmus dẫn hai người đến phòng điều khiển. Ở đây anh kiểm soát tất cả các tổ. Mỗi tổ thì sẽ giám sát khoảng 4.000 con ong theo yêu cầu của Blue. Rasmus kiểm tra xem vào ngày xảy ra vụ việc thì có con ong nào gần nhà của nhà báo Dâu bị hỏng hay mất kết nối hay không. Và vừa hay khoảng 7 giờ tối, có đúng một con ở gần đó bị lạc đàn. Theo lịch sử hệ thống, con này đã cố gắng gửi tín hiệu để chuyển sang chiếc tổ khác, giống như việc điện thoại chuyển vùng. Và nói chung là có kẻ nào đó gần đó đã giả dạng là một cái tổ và hack vào con ong đó. Hắn ta có thể ngồi trong một chiếc ô tô gần đó và điều khiển nó tấn công Dâu. Vì sợ nhiều bí mật công ty bị lộ nên Rasmus đã mời hai thám tử đi về. Nếu có thông tin hữu ích thì anh ta sẽ báo lại qua điện thoại. Lúc này ở sở cảnh sát, phía cục chống tội phạm quốc gia hay cụ thể hơn là Wang đã có mặt. Ông ta mang tới một con ong khác, chính là con đã chui vào đầu của tên rapper. Với tác động của máy cộng hưởng từ, con ong đã bị hút ra theo đường hốc mắt. Khi sâu chuỗi hai vụ án lại, việc này bỏ qua giả thuyết thần kinh nạn nhân có vấn đề, thay vào đó đã có kẻ hoặc một nhóm người nào đó đứng sau giật dây cho chuyện này. Không những thế, hai nạn nhân đều có điểm chung, đều là kẻ bị mạng xã hội thù ghét, đều bị gắn hashtag đi chết đi khi Blue tra ngược lại. Cái hashtag này được dùng lần đầu vào cuối tuần trước, được dùng từ một tài khoản clone. Ban đầu nó không nhắm tới một đối tượng nào cả, chỉ gọi là để người ta thấy nó rồi sử dụng. Đáng nói hơn, avatar của tài khoản này là hình một con ong. Trong mỗi bình luận người này để lại đều gắn link một video có tiêu đề là trò chơi hậu quả, ai có nhiều vote nhất người đó sẽ bị nhắm là mục tiêu. Ngày đầu tiên có 63 người sử dụng hashtag cho nhà báo Joe Power. Ngày thứ hai 223 người gắn nó lên rapper. Ngày hôm nay có tới 880 người dùng hashtag này cho một người tên là Clara Medes. Cô này đã đăng tấm hình selfie tục tĩu của mình bên cạnh một đài tưởng niệm chiến tranh. Điều tồi tệ ở đây là hai vụ án trước vẫn chưa được công khai, nên phía công chúng vẫn nghĩ cái trò hashtag này là vô hại và phía cảnh sát phải tới bảo vệ Clara trước khi cô bị đàn ong bu lại. Cùng lúc, phía công ty nhận được địa chỉ của Clara để khoanh vùng. Họ sẽ thiết lập một cái bẫy, nếu ai cố tình chiếm quyền điều khiển, họ sẽ bắt được kẻ đó. Chỉ một thời gian ngắn sau, phía cảnh sát có mặt ở khu chung cư của Clara. Họ thành công đưa được cô tới nhà an toàn, một địa điểm cách xa thành phố. Cứ tưởng ở đây có thể tự do nuôi cá và trồng thêm rau thì không biết từ khi nào có một con ong đã kịp bám lên đuôi xe và có lẽ nó sẽ tấn công khi mọi người mất cảnh giác nhất. Khi mà phía cảnh sát có những phương án để đối phó lại với hiểm họa công nghệ này thì kẻ đứng sau giật dây cho những con ong cũng có một bước tiến mới. Hắn vừa chiếm quyền được một cái tổ ong, tức là cả ngàn con ong. Tệ hơn nữa, nó ở gần căn nhà an toàn. Khi mà Rasmus định trao đổi thêm thông tin thì sóng điện thoại giữa cả hai đã bị ngắt. Anh chỉ kịp nhắn cho Blue tin là rời khỏi đó ngay. Cùng lúc đó, hàng nghìn con ong đang lao về phía căn nhà. Khi nghe được tiếng ong vo ve, Karin lôi Clara và Blue vào trong phòng ngủ, không vào được bằng cửa chính. Đám ong bu đầy trên cửa sổ đến mức bịt kín phần ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào, cảm thấy sắp vỡ trận. Ba chị em chui vào nhà vệ sinh rồi lấy rèm bịt kín lại khe từ cánh cửa. Không lâu sau, đám ong đã bám lấy cánh cửa từ bên ngoài, tưởng rằng có thể bịt hết những khe là có thể chặn được cuộc tấn công. Nhưng mọi người đã quên đi chiếc quạt thông gió và có một con ong may mắn đột nhập được vào bên trong. Sau khi bay vài vòng thì nhận diện được con mồi, nó báo tin lại cho đàn của mình. Chỉ một chốc sau, các anh em khác đã có mặt để ứng chiến. Karin lấy hai tay che lấy tai cho Kara, nhưng lại để hở ra cái lỗ mũi. Thế là một chú ong nâu đã chớp lấy thời cơ, ngay lập tức xâm nhập vào trong não của cô gái. Nó khiến Clara trải qua một cơn đau khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Và Karin cũng như Blue đã phải chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Lũ ong này chỉ tấn công chính xác vào một mục tiêu, vậy nên hai cô cảnh sát không có một chút thương tổn nào. Quay trở lại công ty công nghệ, cô đổ lỗi cho Rasmus vì ban đầu chỉ nghĩ rằng phải đối phó với một người, thay vì cả một đàn ong cả nghìn con bâu kín cửa như ve chó. Khi Blue hỏi tại sao con ong có thể tìm được chính xác chủ thể trong căn phòng có ba đối tượng, thì lúc này mới lòi ra bọn ong có trang bị nhận diện bằng hình ảnh.
và thư viện khuôn mặt thì lại được chính phủ cấp phép để có thể dùng toàn bộ số âm robot như một công cụ theo dõi toàn bộ người dân. Đây cũng là lý do chính khiến cho dự án này được chính phủ chống lưng và rót vốn vào. Chứ dăm ba cái bảo vệ môi trường nghe quá là hồi lồng so với vài trăm triệu đô la đầu tư. Tạm gác lại câu chuyện chính trị đó, thì phía Rasmus nếu muốn chiếm lại quyền kiểm soát đàn ông, anh ta phải biết được cách tên kia hack như thế nào, rồi đảo ngược lại quá trình. Việc này thì cần một quá trình kiểm tra lịch sử truy cập cũng như là giải mã, về cơ bản khá là mất thời gian. Vậy hãy xem bên ngoài kia, nước Anh đang làm như thế nào. Khi các nạn nhân bị xướng tên trong cái hashtag đã được công bố danh tính, mọi người bắt đầu cuống cuồng lên khi mình vô tình tiếp tay cho tên đao phủ. Một số khác thì bắt đầu khởi xướng hashtag đừng giết, nhưng số còn lại thì vẫn lọt ra những người tiếp tục sử dụng hashtag nhắm đến người khác. Hiện tại người đứng đầu danh sách đang là vị thủ tướng. Không ngờ người đứng đầu một quốc gia lại có nhiều anti đến vậy, thậm chí còn nhiều hơn một thằng ấm dâu đang nằm ở top 4. Thủ tướng đề nghị bóc phốt mấy người đứng sau để họ làm hình nhân thế mạng, nhưng Wang lại đề xuất giải pháp đưa ông tới một đường hầm bí mật. Trước đó sẽ tiến hành phá tất cả tổ ong trong bán kính 16 km, đó là giải pháp tạm thời, còn để phá hủy toàn bộ ong thì phải mất đến 2 năm là ít. Kế hoạch nghe có vẻ ok cho đến khi đám lính bị đàn ong tấn công ngược lại. Trong lúc đó thì phía cảnh sát đã tìm ra manh mối về tên hacker. Hắn ta từng làm ở công ty ong robot, chính xác hơn là cũng ở trong dự án, với cái tên là Gareth Scott. Thằng cha này còn từng viết một bài luận 98 trang về tác hại của ong robot. Dù đã ra nước ngoài từ 6 tháng trước nhưng xui xẻo cho hắn, bức ảnh selfie Gareth gắn vào bài viết đã để lại dấu tích về nơi tên này đang trú ngụ. Tưởng rằng sẽ tóm được tên tội phạm, ai ngờ những gì cảnh sát tìm được chỉ là một căn nhà trống cùng vài món dụng cụ hắn từng dùng để bẻ khóa hệ thống. Khi có được thiết bị bẻ khóa, Rasmus hớn hở vì nghĩ rằng có được mã nguồn thì có thể đẩy được Gareth ra, nên Rasmus đã cắm thiết bị vào trong máy tính hệ thống. Ai ngờ rằng bên trong đang chứa hẳn một danh sách của tất cả những người đã từng nhập cái hashtag đi chết đi trên mạng xã hội. Rồi cùng với thông tin từ chính phủ, tên Gareth này có đủ tên tuổi, ảnh, địa chỉ của hàng chục nghìn người dùng. Karin sợ rằng đây mới là mục tiêu của hắn, những người chủ hiểu người khác. Tất cả hàng chục nghìn người này sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Còn cô nhà báo, anh rapper kia chỉ là đống mồi nhử. Karin khuyên Rasmus không nên đảo ngược đoạn mã của Gareth vì nó có thể là cái bẫy. Nhưng mà Wang đã can thiệp và giúp anh nhấn một cái enter. Và thế là không chỉ một chiếc tổ ong, mà toàn bộ tổ ong trên Anh Quốc đã rơi vào tay của Gareth. Hắn đang sở hữu một đội quân nông nghiệp có khả năng vũ trang với hàng chục triệu cá thể. Chúng bắt đầu tản đi trên mọi nẻo đường, con phố, khiến những người từng gõ cái hashtag phải trả giá khi kế hoạch của mình đã thành công. Ở một nơi xa xôi thì Gareth bắt đầu tiêu hủy số máy móc. Hắn cạo râu, cạo đầu, đeo len để trở thành một con người khác. Và ngày hôm đó, thảm kịch đã thực sự diễn ra, một ngày mà người Anh sẽ không thể nào quên. Sự thất bại này khiến Blue bị ảnh hưởng nặng nề. 4 tháng sau trận thảm họa, Blue đã biến mất không một tăm hơi. Phía cảnh sát chỉ tìm được các vật dụng cá nhân của cô bên một bờ biển, cùng với một lời nhắn tuyệt mệnh. Toàn bộ cuộc điều trần được Gareth ngồi theo dõi từ đầu tới cuối, trên tay ly cam vắt. Hắn tự đắc về tác phẩm của mình. Nhưng cũng chính lúc đó, Blue đang ngồi một góc trong quán rượu, theo dõi nhất cử nhất động của tên tội phạm. Khi xác nhận được đối tượng, cô nhắn tin cho Karin. Ở phía bên này, cô thám tử chỉ nở một nụ cười, rồi nhanh vội xóa tin nhắn đó đi. Có lẽ kết cục cho Gareth là một bản án xứng đáng. Nhưng về phía chúng ta, liệu có phải ta nên xem lại về cách mình hành xử trên mạng xã hội hay không? Liệu tự do ngôn luận có đi kèm cái quyền lăng mạ, nguyền rủa người khác? Khi hiện tại thì việc gõ ra mấy ký tự đó vẫn chưa khiến ta phải gánh chịu bất cứ một hậu quả gì. Và trên đây là toàn bộ diễn biến của Black Mirror Season 3. Tôi Cắn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.